Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong phân khúc xe sedan hạng D, chiếc xe Toyota Camry LE nhập Mỹ luôn được những người Việt đam mê và săn lùng. Bởi vì từ sau thông tư 20 năm 2011 cấm nhập khẩu xe ô tô tự do thì những chiếc Camry Mỹ đã vắng bóng khỏi thị trường Việt Nam. Lúc này trên thị trường chỉ còn lại những chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Toyota Camry tại thị trường Mỹ được phân làm 3 phiên bản LE, SE, XLE. Trong đó, phiên bản LE được giới đam mê săn lùng nhiều nhất bởi kiểu dáng thiết kế và giá thành lại tốt nhất trong 3 phiên bản. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Camry LE mà chúng tôi vừa mới mua về. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, với biển số rất đẹp. Là bản đủ, bản full option, chiếc xe đã được trang bị cửa nóc, ghế da, la răng đúc, điều hòa tự động, đèn gầm, đế chỉnh điện, với 9 túi khí an toàn, chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn mai. Sau đây tôi mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này. Với ngoại thất và nội thất đều rất đẹp, vì chủ xe rất giữ gìn, chiếc xe dành cho người đam mê nên phần lớn những ông chủ sở hữu nó đều nâng niu chăm sóc rất kỹ. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ, quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Camry LE 2010 này. Toàn bộ phần ngoại thất đều rất mới. Từ cụm đèn hậu đến cụm đèn pha đều rất mới. Đèn hậu được trang bị đèn LED, đèn pha bi xê nông, đèn gầm đủ cả. Chiếc xe chưa bị va chạm hay đâm đụng nên phần đầu còn nguyên bản và còn rất đẹp. Đèn pha rất mới và sáng. Mặt ca lăng cũng nguyên bản và rất đặc trưng của dòng xe đến từ đất nước Mỹ. Tiếp theo tôi mời quý vị cùng tôi tìm hiểu về phần nội thất cũng như phần keo chỉ bên trong của chiếc xe này. Toàn bộ phần keo chỉ cánh cửa, đến ốc bản lề cánh cửa đều còn nguyên bản hết, đơn giản vì chiếc xe chưa bị đâm đụng hay va chạm. Tapi cánh cửa cũng rất mới, nội thất rất đẹp. Xe được trang bị nội thất da cao cấp với ghế chỉnh điện đa hướng. Và đây là tem của nhà sản xuất. Chiếc xe được sản xuất tháng 7 năm 2010 và được sản xuất tại Mỹ. Là phiên bản đủ, bản full option nên xe đã được trang bị đầy đủ các option cao nhất của hãng Toyota như cửa sổ nóc nguyên bản, điều hòa tự động, la răng đúc. Phần khoang sau xe cũng còn rất mới, với keo chỉ cánh cửa sau bên lái cũng còn nguyên bản, tapi cũng rất mới, phải nói chủ xe đi cũng rất giữ gìn nên chiếc xe mới được đẹp như này. Phần lớn các ông chủ đi xe Mỹ đều có đức tính cẩn thận. Một phần cũng do chiếc xe khá đắt tiền, vào những năm 2010 bỏ tiền ra để mua chiếc xe này cũng phải trên 1 tỷ tiền Việt, chưa kể tiền đăng ký. Sau đây tôi mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để cùng nhau khám phá phần nội thất chiếc xe sau 11 năm sử dụng, xem chiếc xe còn mới đến cỡ nào từ vô lăng, cần số, đến táp lô đều còn nguyên bản và rất mới. Cũng một phần do nội thất của chiếc xe được thiết kế tối màu nên không lộ bẩn như những chiếc xe sáng màu. Chiếc gương chiếu hậu cũng đã được chủ xe độ gập điện tích hợp xi nhan trên gương và quan sát về sau cũng rộng hơn. Toàn bộ phần nhựa nội thất, phần da, phần nỉ trần đều rất mới và sạch sẽ. Có thể đánh giá chất lượng của chiếc xe lúc này còn mới trên 80%.
Và đây là phần cốp sau của xe, keo chỉ, ốc cốp sau cũng còn nguyên bản hết, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì. Phần thảm, nỉ của cốp sau cũng còn rất đẹp, ở phân khúc hạng D nên cốp sau rất rộng, có thể chứa được nhiều đồ cho cả gia đình trong những chuyến đi xa, hoặc đi siêu thị sắm đồ cho gia đình, hay để đồ cá nhân. Lốp sơ cua được thiết kế nhỏ hơn nằm gọn dưới cốp mà không tốn thêm diện tích khoang chứa đồ. Khác với những đời tiền nhiệm từ 2010, Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Camry này là khối động cơ đua VVT-i 2.5 lít. Sau đây mời quý vị tìm hiểu về khối động cơ này xem có còn nguyên bản hay không, có bị ngập nước không. Trước tiên tôi mời quý vị và các bạn xem từ ốc capo đến keo chỉ capo. Nhìn kỹ phần đầu xe ta thấy tất cả còn nguyên bản từng con ốc đến phần xương đầu, ốc chân máy nguyên bản. Điều này chứng minh chiếc xe không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn khi mua xe tại cửa hàng chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Hiện tại chiếc xe này chúng tôi đang bán tại cửa hàng với giá 610 triệu đồng. Có bớt giá cho các khách hàng ở xa và các khách hàng nhiệt tình qua cửa hàng xem xe. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn! Thank you.